Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Bà Nhà Tôi phần 2 do Hồng Kông TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Trang Dĩ Kiến, biên kịch Huỳnh Quốc Huy, đạo diễn Văn Dĩ Hồng, với các diễn viên Tuyên Huyên, Trần Cẩm Hồng, Đặng Lệ Danh, Lý Tư Tiệp, Hứa Thiệu Hùng, Dương Khải Di, Đường Chi Vịnh, Lữ Sang, Trần Tư Tề cùng một số diễn viên khác. Nhóm liên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Thanh Tâm, Quốc An, Bích Ấn, diễn viên lồng tiếng Thích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Vinh, Thanh Bình, Huy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Minh Thảo, Thiên Bảo, Trần Tuấn, kỹ thuật lồng tiếng Hữu Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Tập 19. Đàn ông hy vọng vào tình yêu là bởi vì nhàn rỗi, cuối cùng lại gặp phải phiền phức. Phụ nữ hy vọng vào tình yêu là bởi vì tò mò, cuối cùng thì gặp phải thất vọng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Ba, con chưa ngủ sao? Dạ phải, chết rồi, đến giờ này má vẫn chưa về, không biết có chuyện gì hay không, điện thoại thì lại tắt. Má con từ tuổi này, con sợ má con bị lạc đường hay sao? Má con không ở đây thì càng hay hơn. Bà có thể yên tĩnh, bà xuống hầm rượu uống ly nước, con ngủ sớm đi. Bà, alo, má hả? Khoai ly, tôi đi, chị Bẩn đi. Là Mẩn sao? Tôi gọi tới là muốn nói cho tú biết má tới chỗ của tôi rồi. Vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Sao bà quậy biết sĩ vậy? Có phải vì chuyện hôm qua tổ chức sinh nhật cho ba cô không? Sao anh biết? Cô định nói cho tôi biết. Thật ra cũng không liên quan đến cô, tại má cô nhỏ mọn thôi. Không đâu, đúng là tôi thất bại mà. Không lẽ cô muốn bỏ cuộc nhanh vậy sao? Nè cô yên tâm đi, có tôi đến tìm cô, tôi nhất định năn nỉ ba má giùm cô. Cô tin tôi đi, cô tự mình làm một cái bánh kem bù lại sinh nhật cho ba cô chắc chắn thành công. Nhưng hình như lần trước tại cái bánh sinh nhật đó mới xảy ra chuyện đó. Cái bánh lần này khác rồi. Nè tôi hỏi cô chuyện này nha, cô có biết ba má cô quen nhau như thế nào không hả? Nè cô đừng nói với tôi, năm xưa ba và má của cô đã lần lượt đến Singapore du lịch, và hai người cũng trùng hợp cùng thích ăn sầu riêng. Có một lần trong vườn trái cây, hai người vì dành mua một trái sầu riêng siêu cấp, cuối cùng đã quen biết với nhau, còn đám cưới nữa. Đó gọi là có sầu riêng thành duyên dai ngẫu. Có thật không vậy? Thật. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Hôm là đám cưới, ba của cô còn đặc biệt kêu người làm một cái bánh kem sầu riêng rất đặc biệt. Cuối cùng vừa mở bánh kem đó ra, hơn phân nửa số người đã ngất xỉu. Sao vậy? Bởi vì có những người không chịu nổi mùi đó cho nên ngất xỉu. Một số thì cảm động ngất xỉu. Má của cô cũng là người cảm động đến ngất xỉu. Anh đưa tôi tới đây là muốn kêu tôi làm bánh kem hương sầu riêng cho họ ăn, phải không? Thông minh. Nè, ở đây có những loại sầu riêng khác nhau, và loại vui sầu riêng năm xưa ba má cô có cơ hội làm quen với nhau đó chính là ở chỗ này. Nhưng mà bánh kem bình thường thì tôi biết làm, bánh kem sầu riêng phức tạp quá. Tôi cảm thấy giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến tay. Đừng nói là lựa sầu riêng giùm cô, làm luôn cho cô cũng không sao. Thật sao? Ừ. Má, má tin con đi, lần này thật không liên quan đến ba đâu. Con đã bắt gặp nhà hàng đó ở trên tạp chí, cảm thấy cũng có nét độc đáo nên mới giới thiệu cho Khoai Ly thôi. Trước đó ba không biết gì hết. Ba gặp người nào bà đó thật sự là chỉ trùng hợp thôi. Mấy câu nói này của con đã nói từ hôm qua cho đến tận bây giờ. Hả, nói từ trong nhà cho tới đây. Con nói không chán nhưng mà má nghe thì thấy chán. Khổ nỗi con nói mãi má cũng không nghe lọt tai. Thật ra chuyện của ba và người đàn bà đó đã qua rồi, má còn nhắc lại làm gì chứ. Nè cũng như má vậy, má cũng có Brian vậy, không lẽ ba cứ nhắc tối ngày sau? Má và Brian thì khác nha. Lúc đó má và ba con đã ly dị rồi, má có quyền quen bạn trai khác. Huống chi má và Brian không có gì hết, chỉ là trong năm đôi bên gửi thiệp Giáng sinh vậy thôi. Má và Brian còn liên lạc sao? Ba có biết hay không? Tại sao phải nói cho ổng biết chứ? Thứ nhất là không liên quan đến ổng. Thứ hai, má không muốn xin thêm chuyện. Má biết nghĩ vậy thì hay quá. Ba gặp người phụ nữ đó không nói cho má biết thì cũng chính vì như vậy thôi mà.
có gặp nhau tình cờ đến như vậy hay không? Sao không thấy má tình cờ gặp Ryan đi? Má à, ba hả? Ba tới rồi sao? Con đang ở tiệm cà phê, được lát nữa gặp. Trời, sao lại kêu ba con tới đây chứ? Con cảm thấy có hiểu lầm gì cũng được, cách giải quyết tốt nhất là hai người cùng ngồi xuống, mặt đối mặt nói cho rõ ràng. Má không có gì để nói với ổng. Đây nè, mất cờ không? Brian, sao lại ở đây? Có phải là chúng ta có duyên lắm không? Vậy mà không gặp được đây nè. Nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Nè Brian, còn ngồi xuống đây nữa sao? Là làm ơn đi, chồng Dana đang tới đây đó. Lỡ để ông nhìn thấy thì sợ cái gì chứ? Làm ơn lần đi rồi, bà, chúng ta không gặp ơn. Dana sao? Ba, là cậu, cậu cũng to gan lắm. Không cần còn dây mơ rễ má dưới đây nè. Chỉ là hiểu lầm thôi, tình cờ gặp nhau thôi. Có tình cờ tới vậy không? À, tôi biết rồi. Chắc bà giận tôi gặp lại người cũ nên cố tình cứ thằng Danh này tới đây để thị quy với tôi có đúng không? Không phải, không phải. Sao ông ngang ngược quá vậy? Không tin thì hỏi Hy Mẫn đi. Không được rồi, không được rồi. Xem ra tôi không có năng khiếu làm diễn viên cho lắm. Xin lỗi về đây nè. Thật ra là cha con họ kêu tôi tới đóng kịch để chọc phá cô thôi. Đóng kịch? Ừ. Thì ra là hai người đã thông đồng. Thật ra con chỉ muốn má đích thân cảm nhận thử ba bị má hiểu lầm và Đỗ Quang khó chịu đến cỡ nào thôi. Nhưng nói thật, nếu không nhờ trước đó tôi đã biết để tôi bắt gặp bà đã ở bên cạnh Brian, tôi nghĩ tôi cũng không khác gì lần trước bà bắt gặp tôi và Susan vậy. Cho nên Diana, bà đừng giận tôi nữa. Xin lỗi nha Charles, lỗi tại tôi. Tôi không chịu nghe ông giải thích. Ba má làm lành thì tốt quá. Cảm ơn anh Brian. Không có gì, cần nhất là má của cô vui vẻ. Không phiền mọi người nữa, đi nha. Bye bye, 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 bye. Cảm ơn nha. Bishan, anh không có gì chứ? Không có gì. Anh làm gì vậy? Sao anh nhồi bột giống như trụ đá đồng hồ vậy? Không phải, tôi thấy cô chưa vào cho nên tôi nhồi trước thôi. Làm xong rồi. Ừ. Wow. Sao hả? Tới đâu rồi? Siêu. Siêu hả? Siêu thật sao? Cho tôi siêu, thử. Siêu siêu đen. Sao lại như vậy chứ? Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Ở nhà cô Đinh tôi cũng làm như vậy mà. Không lẽ nó gạt tôi sao? Chết rồi, bây giờ cũng trễ rồi. Làm sao bu kịp cái khác chứ? Tôi... Đừng mà, đừng căng thẳng. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Cũng còn cứu tinh mà. Nè, không ngờ kem sầu riêng ở đây lại ngon như vậy. Thật sự có thể so sánh với bánh kem sầu riêng năm xưa trong đám cưới của chúng ta. Hy Mẫn à, cậu biết không, năm xưa khi người ta để cái bánh cưới kem sầu riêng ra, bà chưa thấy cô dâu nào lại bất chấp ý tứ như vậy. Gần như mất kiềm chế, cứ ôm bà mà hôn hoài. Thật tình lúc đó người ta cảm động thật chứ bộ. Câu chuyện có sầu riêng thành dư dây ngẫu này của ba má, gần như ngay cả các quốc quan và bé Bi cũng đã thuộc lòng rồi. Hy Mẫn à, ý con cười ba má sao? Con có nấu canh, tối nay về nhà ăn cơm đúng giờ. Tự nhiên con Ly nấu canh gì chứ? Con nghĩ nấu canh chỉ là cái cớ. Cô chỉ muốn ba má về nhà dùng nồi canh ngon để dỗ dành ba má thôi. Phải ha. Nó vẫn chưa biết hai chúng ta đã làm lành rồi hả? Thật ra con Ly một lòng muốn tổ chức sinh nhật cho ba, cả gia đình vui vẻ với nhau. Ai ngờ làm cho hai người cãi nhau một trận, chắc chắn là cô ân hận lắm. Cho nên lát nữa ba má về nhà nhất định phải tỏ ra vui vẻ một chút để cô biết ba má đã làm lành, chị thì khỏi phải ân hận nữa. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, ok. Cuối cùng cũng thành công mỹ mãn rồi, cô coi có hài lòng không? Vô cùng hài lòng nữa là. Cũng may có anh ở đây thôi, chứ nếu không tới tối cũng chưa làm xong cái bánh kem nữa. Đã kêu cô tin tôi rồi, có cô Đinh ở đây chắc chắn có cách. Cái bánh này đẹp như vậy, tin chắc ba má cô nhất định sẽ rất vui. Tôi thực sự rất muốn coi nét mặt cảm động đến phát khóc của họ. Ông 13, không lẽ ông muốn ở lại sao? Cái bánh lớn như vậy làm sao mà ăn hết được chứ? Huống hồ ông có phần tham gia mà, sao lại không có phần của ông? Ông 13, ông làm ơn đi. Cô Ly làm bao nhiêu chuyện, chẳng qua là muốn cả nhà ba người chúc mừng sinh nhật của ba. Hai chúng ta ở lại đây, mất công chia sẻ hết công lao của cô Ly đó. Nè, nếu ông muốn ăn bánh kem, về nhà đi, con làm cho ông ăn. Nói cũng đúng. Không lý nào làm phiền cả nhà ba người ấm cúng như vậy.
Nhưng tối nay cô phải gọi cho tôi nha. Báo tôi mừng cho tôi nghe. Để tôi mừng cho cô cũng được lắm. Ừ, cũng được. Tốt. Đẹp lắm. Sao vẫn còn mùi sầu riêng vậy ta? Ừ, chắc hết rồi. Không biết là ba về trước hay là má về trước nữa. Bất ngờ không? Ủa, sao ba má về chung vậy? Không ngờ phải không? Ba và má của con làm lành rồi, không còn gì nữa. Phải đó. Sáng sớm ba ra ngoài như vậy là muốn năn nỉ má về chứ gì. Ổng làm gì có tâm tư như vậy, là Hy Mẫn nghĩ cách để giúp ổng thôi. Chứ nếu không hả, má không tha thứ cho ổng nhanh vậy đâu. Hy Mẫn đúng là quan tâm ba má lắm. Vừa nghe nói ba và má con cãi nhau thì lập tức ra mặt làm người giải hòa. Sao cũng được, tóm lại ba má làm lành trong lòng con cũng yên tâm rồi nè. Hay là chúng ta ăn những món ngon để chúc mừng đi. Ba má đã ăn mừng rồi. Lúc nãy Hy Mẫn đã đưa ba má tới một tiệm kem. Không ngờ chỗ đó có kem sầu riêng mà ba má rất thích ăn. Nè Coley à, lần sau vẫn còn đi ăn thử nha. Ba má đã ăn kem sầu riêng rồi sao? Ừ. Ngon thì ngon, nhưng lúc nãy bà thật sự tham ăn quá. Ăn hết ly này tới ly khác, tôi sợ bà sẽ bị nổi đầy bụng đó. Cùng lắm tôi uống thêm vài ly nước mát. Thật tình kem ở đó ăn ngon quá. Ngàn vàng cũng khó mua được thứ mình thích mà. Coley ha, phải không? Dạ phải. À, lúc nãy con nói là có món ngon để ăn mừng mà. Dạ phải. Con có lộc ăn lắm. Thì bà biết má con thích ăn món Thượng Hải. Bây giờ đến tiệm Thượng Hải đặt chỗ rồi. Ba má về nhà dự định cất đồ đạc và cố tình kêu con đi luôn đó. Nè đi thôi. Không phải, nhưng mà con... Nè con... Cả nhà chúng ta chỉ ăn một bữa cơm đạm bạc thôi, không lẽ còn đi thay đồ giả tiệc sao? Hôm nay đẹp trời có nhiều người đặt chỗ lắm, đừng để một mình Hy Mẫn ngồi giữ chỗ khó coi lắm. Đi thôi đi thôi, nhìn lên. Đi con đi con. Sao rồi? À, Vincent. Ba má cô nhìn thấy cái bánh sầu riêng có phải là mừng phát rung không? Họ không có ăn. Không lý nào cái bánh sầu riêng đó lại không có tác dụng. Chắc là cô Định không thông minh rồi. Không liên quan đến anh Quang. Thực tế ngay cả cái bánh họ cũng chưa nhìn thấy. Tối qua khi họ về nhà đã làm lành rồi, còn kêu tôi cùng đi ăn mừng nữa. Nên tôi cũng không đành lòng lấy cái bánh sầu riêng ra. Làm lành nhanh vậy sao? Nhờ Hy Mẫn làm quà giải thôi. Vậy cũng phải. Họ đã sống với ba má bao năm nay, tính cách gì cũng biết rất rõ. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, ba má ruột của mình cũng không thể giúp được. Cô còn nhớ lần trước ở nhà hàng không? Chính nó đã đề nghị ba má cô tới đó. Cuối cùng thì sao? Làm cho hư mọi chuyện, thần cũng là nó, quỷ cũng là nó. Ừ, đừng nói vậy, đừng nói vậy, làm gì có. Tóm lại bây giờ ba má vui vẻ với nhau là được rồi. À, không nói với anh nữa, tôi tan sở rồi, thay đồ cái đã. Hả, thay đồ nhanh vậy sao? Tan sở từ sao? Tiếc của tôi đã quỷ rồi. Quỷ rồi à? Hay là tôi chở cô đi hóng gió nha. Với lại lát nữa tôi định mời cô đi ăn hải sản, ăn chút gì đó con người cô cũng sẽ vui vẻ hơn. Cô thấy thế nào? Vậy thôi được. Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ chắc xe hết bệnh rồi. Vậy tức là không được đi hóng gió rồi. Không phải cô Ly à? Tôi cũng không biết. Không sao. Ê, anh Sơn. Cô Ly, sao cô ở đây vậy? Chẳng phải chúng ta hẹn trước lát nữa sẽ học sao? Học hả? Phải rồi, lần trước khi vào học tôi nói với cô là tôi sao không rảnh nên đổ qua hôm nay rồi. Bộ cô quên rồi hả? À, phải, xin lỗi nha. Tôi quên mất rồi. Có thể gần đây tinh thần không tốt cho lắm, tôi không nhớ. Không sao, nhưng mà sắc mặt của cô thật sự không tốt cho lắm đó. Cô không sao chứ? Cô không có gì, chỉ là nhìn thấy cái gì đó mà cổ không ưa thôi. Nhưng nó anh cũng không hiểu đâu. À không, Vincent thấy tâm trạng của tôi không vui, định chở tôi đi hóng gió, luôn tiện đi ăn trưa. Nhưng mà xe của ảnh đẹp không nổ. À, cô muốn đi hóng gió phải không? Nếu không ngại thì để tôi chở cô. Chẳng phải anh phải đi học sao? Chuyện học có thể, đây là kỳ khác. Nhưng mà tôi có một vấn đề. Đó là xe của tôi chỉ có hai chỗ thôi. Anh Cát, không biết anh có ngại không ha? Không sao, dù sao tôi cũng phải kêu người tới sửa xe. Vậy hẹn anh khi khác ăn cơm nha.
cũng được. Không phải chứ, tôi mới trả lương cho cô, chuyện gì cô đã xài hết tiền rồi sao? Lương của tôi nằm ở đây nè, đành chịu thôi, ai mà biết tự nhiên nó ra kiểu mới làm chi, khó chịu đựng được lắm. Ba cô đâu? Trước giờ anh Phú có thể tiếp tế cho cô mà, hả? Sau khi trải qua bài học lần trước á, tôi đã thề trước mặt ba tôi phải nên người rồi, cho nên đành phải thắt lưng buộc bụng, ăn đỡ trái cây cầm chừng thôi. Tuổi trẻ như cô ham đẹp không cần sống, cô coi chừng khi qua đường á, tự nhiên chóng mặt bị xe đụng trúng á, thì phiền phức lắm đó. Nếu anh thông cảm cho tôi không ngại anh trả thêm tiền cơm đặc biệt miễn phí cho tôi. Tức là kêu tôi làm phiếu cơm dài hạn cho cô. Nè, không phải là không được, nhưng có một điều kiện. Ôi, không dám đâu. Tuy là tôi đang kẹt tiền, nhưng mà tuyệt đối không làm những chuyện trao đổi đó đâu. Còn nữa, tuy chị Conly là chị hai hụt của tôi, nhưng tôi không làm chuyện gì có lỗi với chị đâu. Cô làm ơn đi, làm như tốt lắm. Lẽ nào tôi lại thích những loại như cô chứ? Thật ra điều kiện của tôi á là tôi muốn cô giúp tôi theo đuổi cô Ly. Vậy thôi phải không? Dễ dàng thôi mà. Anh mua thiệt nhiều túi xách hàng hiệu cho tôi là được rồi, phụ nữ nào mà không thích. Sao cô không thô thiển hơn nữa đi, đơn giản quá. Có ý nghĩa một chút, lãng mạn một chút có được không? Lãng mạn hơn hả? Có rồi, hay là đưa chị Conly đi chuyến từ thiện này, vui lắm đó. Chuyến bay từ thiện cùng vui đùa hả? Nè, anh coi thử coi. Anh đưa người yêu của anh bay ở trên trời, tự do tự tại. Bên cạnh có mây trắng và gió mát nữa, lãng mạn vô cùng. Còn nữa, đến lúc đó trời đất bao la, một trai một gái, anh muốn gì mà chẳng được, có đúng không? Chuyến bay từ thiện cùng vui đùa. Vào coi phần giới thiệu câu lạc bộ bay của chúng tôi trước đi. Cảm ơn, xin lỗi ông, có thể giấy của ông là giả. Hả? Không phải chứ, anh đã nhìn kỹ chưa? Giấy này là giả sao? Không lý nào, vé này là của ông chủ tiệm tôi lên mạng mua mà, làm sao mà giả được chứ? Gần đây tôi nhận được tin có người lên mạng dùng giá ưu đãi để rao bán vé vào cửa của chuyến bay cùng vô đường của chúng tôi. Chúng tôi đã báo cảnh sát về chuyện này rồi. Tôi khuyên mọi người nên báo cảnh sát trước đi. Nếu cảnh sát bắt được những tên lừa đảo đó, mọi người cũng có thể đòi lại tiền. Tôi không cần biết chừng nào mới bắt được bọn lừa đảo đó. Tóm lại hôm nay thế nào tôi cũng phải vào trong. Nè, tôi mua thêm 3 vé nữa. Ông bà xin lỗi nha, chúng tôi không có bán vé tại chỗ. Có phải bây giờ anh muốn làm khó chúng tôi không? Vincent à, đừng cãi nhau nữa. Chuyện gì đó? Ý anh Conly sao? Chào cô. Ở đâu ra vậy? Hôm nay là hoạt động kỷ niệm câu lạc bộ bay của chúng tôi. Tôi là hội viên sáng lập, đương nhiên phải tới đây phụ giúp rồi. Lát nữa tôi còn phải phụ trách đón người dân ngồi máy bay trực thăng bay lên trên trời nữa đó. Anh Sơn có phải không? Chúng tôi thê thảm lắm, mua làm vé giả trên mạng không thể vào trong được. Chị Conly buồn bực vô cùng. Đi với ta, ba người này là bạn của tôi, vé vào cửa của họ cứ tính phần tôi đi. Được, không thành vấn đề. Anh Sơn à, anh nghĩ anh có thể đưa chúng tôi ngồi máy bay trực thăng bay một vòng ở trên trời hay không vậy? Mọi người cũng muốn ngồi máy bay lắm sao? Muốn chứ. Thật ra hôm nay mục đích của chị Conly tới đây á, chủ yếu là muốn được ngồi máy bay trực thăng tận hưởng cảm giác lơ lửng ở trên trời đó. Không thành vấn đề, có điều là... Anh đừng nói cho tôi biết là trực thăng của anh chỉ có 2 chỗ ngồi thôi nha. Chỗ thì có 3 chỗ, nhưng một trong số đó dành riêng cho phi công. Tính tổng cộng chúng ta có tới 4 người lận đó. Tức là không đủ chỗ chứ gì. Đi máy bay trực thăng thì có gì vui chứ, chật chội. Vậy tức là ông chủ không đi chứ gì. Tôi và chị Conly đi nha. Anh Sơn cho chúng ta đi thôi. Anh Cát à, nếu như anh không có hứng thú thì tôi đưa hai cô này bay lên trời trước nha. Tạm biệt. Bye bye. Lát nữa gặp nha. Nè. Mặc kệ anh bay cỡ nào, tóm lại anh dành cô Ly với tôi. Dù sập nhà chết người tôi cũng phải bán anh rơi xuống đất. Tình đáng ghét. Bye bye. Sao vậy? Em bị cảm à? Chắc là gì? Hôm nay thời tiết xấu quá, mấy lạnh trong tòa lại mở lớn, em đừng cởi áo khoác nữa. À, hay là uống viên thuốc cảm chống đỡ trước đi. Tôi đi mất công lát nữa, giống như lần trước đang xử án thì bị ngủ gục. Bị cảm chút thôi, không có gì đâu. Vậy em ra uống nhiều nước đi. Nè, tối nay anh làm sẵn trà giải cảm để em về uống ha.
Bye bye. Giao đi. Cô Cao à, mấy phần này là tài liệu của vụ xử ngày mai. Cảm ơn. À, Ivy à, bên ngoài còn khẩu trang hay không? Cô Cao, cô bị cảm sao? Hay là tôi ra ngoài lấy thuốc cảm cho cô nha? À, không cần đâu, vừa mới bị cảm thôi, không có gì đâu. Tôi định lấy sẵn để đề phòng khi cần thôi. À, cô Cao à, lúc nãy phòng tiếp tân nói có người mang cái này đến cho cô, tôi vừa đi ngang cho nên lấy giùm cho cô luôn. Cảm ơn. Không có gì. Trời giải cảm, chắc chắn là chồng của cô đem tới rồi. Sao cô biết gì? Thử hỏi còn ai có thể tận tâm ân cần giống như chồng của cô chứ. Cô Cao à, cô thật là hạnh phúc đó. Sau này tôi chọn chồng nhất định phải tìm một người đàn ông ân cần giống như chồng cô vậy. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Trời, sao tự nhiên mưa lớn quá vậy? Khi đó tôi cũng có mang theo dù. Chẳng phải hôm nay chồng của cô đến đón cô tan sở sao? Hôm nay nhà trẻ có tổ chức một hoạt động giáo dục, anh phải phụ giúp nên không rảnh. Ờ, hay là để tôi che cho cô ra đón taxi trước nha. Không cần đâu, tôi đứng đây đón taxi được rồi. Ừ, cô mau về đi, tranh thủ mưa vẫn chưa lớn lắm. Ờ, vậy thôi được, ngày mai gặp nha, bye bye. Bye bye. Hết rồi. Trong trong này không biết phải đón taxi như thế nào nữa. À, cô à, có phải đón taxi không? Phải đó. Sao may mắn vậy chứ? Tắm nước nóng xong, toàn thân cũng dễ chịu hơn. Tất cả cũng tại anh Lẩm Cẩm. Dự báo thời tiết đó là trời sẽ có mưa. Anh cũng quên mất đưa dù cho em. Đành chịu thôi, anh có người vợ đáng trí như vậy. Dù gì cũng phải chờ, anh nhắc nhở hết. Trước sau chắc chắn cũng bị một lần. À, phải rồi, anh có biết hôm nay em may mắn lắm không? Mưa lớn như vậy, em tưởng đâu không thể đón được taxi. Ai ngờ lại có một tài xế tốt bụng đã lái chiếc taxi chạy đến tận cửa tòa án. Chứ nếu không, chắc em đã biến thành cô gà mắc mưa. À, em à. Hả? Nè, anh mới pha ly trà giải cảm cho em. Uống được rồi đó. Cảm ơn. Hiệu quả của anh cao thật nha. Sáng nay vừa mới chở em xuống quay lưng liền mang trà giải cảm tới rồi. Đâu có, hôm nay anh đâu có đưa trà giải cảm cho em. Không phải anh, thì là ai đem tới? Chắc là đồng nghiệp của em. Thế em bị cảm nên tặng riêng cho em. Không lẽ là anh Lạc? Nhưng mà anh có thể trực tiếp đem vào văn phòng mà, cần gì để ở phòng tiếp tân. Ngày mai em hỏi ảnh là được rồi. Uống được rồi đó. Ừ. Nè, tôi nghe người ta nói mấy hôm nay ở tòa cô Cao xuất hiện người khách lạ mà. Đã gặp chưa vậy? Chẳng những đã gặp mà tôi còn đi chung thang máy với người đó nữa. Hả? Tướng mạo thế nào? Cô muốn biết tướng mạo thế nào hả? Tự tới tòa án canh thử đi. Theo tôi thấy nha, quái hiệp tòa án này kỳ lạ bí ẩn. Ngày nào cũng tới tòa án nghe cô Cao xử án. Rõ ràng là có ngầm ý nào đó rồi. Vậy theo anh thấy người này có ngầm ý gì chứ? Phải đó. Nói chuyện gì mà có ý ngầm vui vẻ quá vậy? Cô Cao à. Chúng tôi đang nói chuyện mấy ngày nay ở tòa của cô xuất hiện một quái hiệp tòa án. Mọi người làm ơn đi, người ta mặc kỳ lạ một chút liền gọi người ta là quái hiệp tòa án. Có chừng bị người ta kiện mọi người tội phi bán. Hôm đó chúng tôi nhận được tin báo ở thôn Thủy Đầu ở Nguyên Lãng có một tiệm tạp hóa có người đánh bài, cho nên chúng tôi đã tới đó triển khai điều tra. Thấy có 4 bị cáo đang chơi mặt trược. Sau khi cảnh cáo 4 bị cáo, chúng tôi đã đưa 4 bị cáo và toàn bộ vật chứng tại hiện trường, bao gồm một bộ mặt trược, tất cả mang về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Thưa chánh án, đây là bộ mặt trược do cảnh sát đến hiện trường thu thập được. Xúc xắc, cùng với 3.456 đồng tiền mặt, dựa theo số vật chứng này, chúng tôi có lý do tin rằng 4 bị cáo trong vụ án này lúc đó đang tiến hành cờ bạc phi pháp. Thưa quý tòa, cả 4 người chúng tôi chỉ chơi mặt trược giải trí ở tiệm tạp hóa thôi, vậy mà cũng gọi là phạm pháp, còn nhân quyền gì chứ? Thì đó, những người đãi tiệc đám cưới cũng mở 1-2 bàn đánh mặt trược vậy. Vậy sao không thấy bắt hết bọn họ đi? Chuyên gia nói đánh mặt trược có thể phòng ngừa bệnh đản trí. Bây giờ không cho đánh mặt trược, sau này chúng tôi bị chứng bệnh đản trí, vậy thì tính sao đây? À còn nữa, tôi nghĩ vật chứng này có vấn đề. Tôi yêu cầu đem bộ mặt trược này ra đếm lại lần nữa trước mặt của mọi người, coi con số có đầy đủ hay không. Phản đối. Thưa chánh án, làm như vậy chỉ lãng phí thời gian.
Nếu giúp bị cáo có thể nhận được sự xét xử công bằng, bổn tòa quyết định chấp nhận yêu cầu của bị cáo. Thưa chánh án, tổng cộng có 143 con mặt trượt, thiếu một con đồng. Đó, thưa chánh án, cô cũng thấy rồi đó, thực tế bộ mặt trượt này không đủ, lại còn thiếu một con đồng, vậy thì làm sao chúng tôi đánh được? Bị cáo không cần bực tức quá. Linh Cảnh, phiền anh rút hai con đồng khác nhau trong bộ mặt trượt đó ra, rồi lật ngược trộn đều lại. Dạ. Chủ nhiệm Kim Khúc, bị cáo thứ ba, hai người mỗi người chọn một con, coi ai lớn ai nhỏ. Có phải tôi chọn được con lớn thì có thể thả chúng tôi ra hay không? Bốn tòa nghĩ bị cáo có thể đã coi phim cờ bạc đường phố quá nhiều, tin những tình tiết dễ dời bị đặt trong phim như là thật. Bốn tòa làm vậy chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy, cho dù còn lại hai con mặt dừa cũng được, cũng có thể dùng để cờ bạc. Dựa theo luật pháp Hồng Kông, chương thứ 148 điều lệ cờ bạc, điều thứ 13, mục thứ 2, bất cứ ai có mặt tại bất cứ nơi nào ngoài sòng bạc hoặc ở bất cứ nơi nào trên đường cờ bạc phi pháp, tức là phạm tội. Vì vậy, bốn tòa tuyên xử bị cáo thứ nhất của vụ án Đặng Đại Ngưu, bị cáo thứ hai Đặng Như Sâm, bị cáo thứ ba Dương Minh, bị cáo thứ tư Lý Phúc cờ bạc phi pháp tội danh thành lập, phạt mỗi người 3.000 đồng Hồng Kông. Nhưng đây, bốn tòa nhắc nhở bốn vị bị cáo đừng nên cho rằng dựa vào một chút khôn lanh thì có thể thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp. Lúc nãy nghe ra gọi điện cho anh, nói chiếc xe đã sửa xong rồi. Khi mở ra em có thể lái chiếc xe lớn đi làm rồi đó. À phải anh hai, anh đang theo học khóa hiệp hội hòa giải mà, học tới đâu rồi? Học cũng tốt lắm, mọi thứ đều thực dụng. Bây giờ anh hy vọng mau chóng hoàn thành khóa học này, vậy thì anh có thể mau chóng giúp người ta giải quyết vấn đề. Sao vậy chị hai? Chị còn nghĩ đến quá hiệp tòa án lúc nãy hả? Chị cảm thấy người đó quen lắm, nhưng mà chị lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi. Em không cần phải nhạy cảm quá. Không chừng người đó chỉ rất muốn nghe em xử án. Đó cũng giống như là luận đàn thành phố vậy, tuần nào cũng có nhiều người già và học sinh tới ủng hộ. Phải đó, chị vừa giỏi vừa đẹp, có thể người đó thích nghe chị xử án thì sao, cho nên trở thành fan của chị cũng đâu có gì lạ. Đừng nói chuyện của em nữa. Còn em, dọn ra ở riêng sao rồi? Chơi đã chưa? Chừng nào mới dọn về thôn ở đi? Bảo Di à, hôm qua má có hỏi anh em và CK sống chung tới đâu rồi. Nè, em và ảnh là chung nhà, chứ không phải là sống chung như anh chị đã nghĩ đâu. Sao cũng được, em cũng đã lớn rồi, tóm lại chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Phải. Mọi người không phải phản đối em và CK quen nhau, chỉ là sợ em một lúc đông đổi có quyết định sai thôi. Tình cảm không có đúng và sai. Điển hình như ba và má thì mai mối cưới hỏi, anh hai và chị hai thì là tự do yêu đương, nhưng kết quả của cả hai đều giống nhau, cũng rất hạnh phúc. Cho nên có thật lòng yêu nhau là đủ lắm rồi. Vậy cũng phải. Trời ơi, làm gì vậy? Sao anh đi vệ sinh không đóng cửa vậy? Có nhầm lẫn không vậy? Chào anh. Chào em. Em đi trước. Cảm ơn. Đánh răng rửa mặt có cần phải lâu như vậy không? Biết trước không thèm nhường cho em đâu. Thôi chết rồi, đau bụng quá. Cứu tôi với. Chắc được rồi. Không phải chứ, còn chưa xong nữa hả? Ai trời ơi, cứu tôi với, lần này chết chắc rồi. Xong rồi. Có làm anh sợ không?
Rất đẹp nữa là khác. Dễ chịu quá. Cũng may vừa đúng lúc thôi. Cha, cũng may là chưa chiếu. Tối nay chiếu tập cuối đó. Em đã theo đến 30 tập rồi. Anh muốn coi cái gì sao? Em coi tập cuối đi. Anh mở máy vi tính lên mạng coi cũng được. Anh chu đáo lắm. Em cũng chu đáo lắm. Cảm ơn. Nè, khoai tây này em từ từ ăn đi ha. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Người đá vào là số 5 hay là số 9 vậy? Mình có thấy gì đâu. Trời ơi, ngay cả người đá cũng không biết nữa, làm sao mà coi được đây. Trời ơi, sao lại như vậy chứ? Đúng là thê thảm. Nè, chỉ là bỏ sót ai đá vào thôi. Anh có cần chịu ủ mặt tới giờ? Tôi cũng không biết Bảo Duy nghĩ sao nữa. Rõ ràng cổ đã làm lành với gia đình rồi mà vẫn còn ở lại đó, làm như là không có ý dọn đi vậy. Không lẽ bắt chị tự mình dọn về sao? Vậy thì ê mặt lắm. Nhưng mà chị định tiếp tục sống chung với anh Si Khe như vậy sao? Chị không sợ má không thích à? Trời ơi, thời buổi bây giờ trai gái yêu nhau sống chung thôi mà, có gì quan trọng lắm đâu chứ. Chị cũng không biết tụi chị có được gọi như vậy không. Không lẽ anh muốn khoe khoang ở đây hay sao? Bây giờ được sống chung với bạn gái, ngày nào cũng được thân mật, bộ không vui hay sao? Thì đó, đêm nào anh cũng lửa bén gần rơm, còn hai chúng tôi thì phòng không chiếc bóng. Nè, hai người nghỉ lạc đi đâu vậy? Bảo Di cãi nhau với gia đình mới tạm thời ở chỗ của tôi thôi hả? Cô không nói là sống chung với tôi. Tôi thực sự là không có thừa nước đục thả câu đâu. Tôi tưởng đâu đang lo cho bản thân, sợ bản thân không thể kiềm chế được. Vậy anh lo chuyện gì chứ? Phiền hả? Chị cảm thấy chị giống như là ở nhờ hơn là sống chung. Không lẽ đây gọi là gặp nhau dễ, sống chung khó hả? Có nhiều chuyện mọi người không hiểu đâu. Nè, điển hình như tối nào chị cũng phải đợi anh đi ngủ mới có thể tẩy trang. Sáng sớm thì phải thức dậy sớm hơn anh để trang điểm. Áp lực dữ lắm. Chẳng những vậy, có một chuyện còn khó chịu hơn. Hãy có đi toilet thì gần như đi cả tiếng đồng hồ, không biết làm gì trọng nữa. Nè, tôi hỏi thật nha, thật ra anh có thích sống chung với Bảo Di hay là thật sự không ưa Bảo Di chứ? Yêu cũng không nhất thiết là phải sống chung. Tôi và Bảo Di chỉ mới quen nhau mấy tháng thôi hả? Chưa gì đã làm đôi vợ chồng già rồi sao? Có nhanh quá không? Lúc trước khi mới quen ảnh hả, lãng mạn lắm. Trái lại, bây giờ sau khi sống chung với ảnh rồi á, thì làm như toàn thân khó chịu lắm. Khổ nỗi ảnh lại không có biểu hiện, cũng không biết là ảnh muốn gì. Tôi cũng có dự định là kêu cổ dọn về nhà ở, nhưng mà tôi lại sợ cổ hiểu lầm là tôi muốn đuổi cổ đi. Không ngờ những chuyện này còn khó hơn là đọc lời kết luận. Con gái phiền phức vậy đó, anh trực tiếp nói với cổ còn tệ hơn nữa. Nói thẳng thì không được thôi, anh có thể nói bóng gió mà. Nói bóng gió? Nè, chị tin em đi, chiêu này nhất định được. Chị cứ bày đầy tạp chí dụng cụ gia đình khắp nhà CK hay là tạp chí áo cưới gì đó. Nếu như anh ấy thật sự có ý định muốn xây dựng tương lai với chị, ảnh sẽ tự động lấy những cuốn tạp chí này để coi. Nhưng nếu như ảnh không thèm để ý thì có nghĩa là thực tế ảnh không hề nghĩ đến chuyện này. Đến lúc đó chị tự liệu thân mình. Có mù chắc cũng phải nhìn thấy rồi chứ. Về rồi hả? Mau qua đây ngồi đi. Tức chết đi được. Làm gì vậy? Tóm lại là tức chết được. Ok, giờ qua đi đó, nó là giải châu Âu sắp khai mạc rồi, cho nên giống như lúc trước vậy, tối nào cũng đến coi đá banh. Nhưng mà nói cho họ biết bây giờ Bảo Di đang ở đây, đương nhiên là không tiện để tới đây coi đá banh rồi, có đúng không? Cái đó họ nói anh trọng sắc kinh bạn, đương nhiên là anh giận nên trở mặt với họ thôi. Anh trở mặt với họ thật sao? Em là bạn gái của anh mà, đương nhiên chuyện gì anh cũng phải tôn trọng em. Nói anh trọng sắc kinh bạn, trọng sắc kinh bạn thì trọng sắc kinh bạn, ai cũng như vậy mà, có đúng không? Dù sao mọi người cũng là bạn, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt. Họ muốn tới đây coi đá banh thôi, cùng lắm thì em dọn về thôn ở. Em dọn về thôn ở? Dù sao má cũng hay hỏi em chừng nào mới dọn về nhà ở, coi như là làm cho má vui đi. Bạn của anh là có thể đến coi đá banh, nhất cử lương tiện. Alo. Ok hả? Nè, chiêu lấy lui làm tiếng này của cậu á đúng là công hiệu lắm. Lúc nãy khi tôi vừa mở miệng, Bảo Duy liền tự động lên tiếng nói là sẽ dọn về nhà ở đó. Cậu nói đúng thật, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, chỉ cần nói ngọt vài câu á thì chuyện gì cũng tin răm rắp.
Bây giờ cổ tự động dọn về nhà rồi, coi như là mọi chuyện đã sáng tỏ. Quỳnh Chí Kiên, anh muốn em dọn đi thôi, anh cứ trực tiếp nói với em đi, có cần phải bày nhiều trò như vậy không? Bảo gì à, ý anh không phải như vậy. Em nghe nói ý anh không phải cái này là cái gì chứ? Lúc nãy anh đã nói rõ ràng lắm rồi, anh không ưa em như vậy chứ gì? Vậy thì em dọn đi. Không phải đâu Bảo Di à, em khoan đi đã. Bảo Di, không phải đâu. Trời, muốn trở thành một nhân viên hòa giải có tư cách, cần phải theo khóa học liên quan kéo dài 40 giờ, rồi đến trung tâm trọng tài Hồng Kông thi 2 buổi trắc nghiệm. Sau khi vượt qua kỳ thi, sẽ có thể chính thức trở thành nhân viên hòa giải của Hiệp hội Hòa giải chúng tôi. Hòa giải chủ yếu không chú trọng vấn đề luật pháp, mà là chú trọng nhu cầu thực sự của hai bên khống miệng. Bây giờ trước mặt mọi người có hai anh em cùng dành nhau một trái cam. Người anh do khát nước nên dành nước cam, còn người em chỉ muốn dùng vỏ cam để làm bánh kem. Nếu là mọi người sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp này của họ như thế nào? Đơn giản thôi, cắt trái cam ra, hai anh em mỗi người một nửa là được rồi. Tôi cảm thấy trước tiên phải tìm hiểu anh em của họ, tại sao lại cần trái cam này. Nói rất hay. Nếu chúng ta cắt trái cam này, chia cho mỗi người một nửa, chưa chắc nước cam này có thể đủ cho người anh giải khát. Còn người em, ngoài việc vỏ cam không đủ dùng, cũng sẽ lãng phí nước cam. Cuối cùng trái lại dẫn đến cục diện mất gấp đôi. Nếu chúng ta biết nhu cầu thực sự của hai anh em này, chúng ta có thể lấy vỏ cam đưa hết cho người em làm bánh kem, còn lại nước cam thì có thể đưa cho người anh giải khát. Vậy thì sẽ đạt được một cục diện được cả hai. Đó cũng là cơ chế hòa giải cần nhấn mạnh của chúng ta. Interspaces, đàm phán kiểu chú trọng. Anh Cát, quả nhiên anh có năng khiếu làm nhân viên hòa giải lắm. Tôi nghĩ sau này anh nhất định là một nhân viên hòa giải nổi bật nhất. Vậy có cần tôi giúp anh hòa giải thử vấn đề giữa anh và Bảo Di không vậy? Luôn các anh cũng biết hả? Bảo Di dọn về nhà ở, má tôi cũng vui lắm. Nhưng mà Bảo Di thì hơi buồn một chút, cho nên tôi muốn coi thử có gì cần tôi giúp đỡ không. Tất cả cũng lỗi tại tôi, bày ra nhiều trò, nhưng bây giờ tôi cũng không biết phải năn nỉ Bảo Di như thế nào. À, xin lỗi nha. Alo, Hi Mẫn hả? Anh hả? Hôm nay anh có mang canh đến tòa cho em cô. Mang canh? Không có, em quên rồi sao? Hôm nay anh phải tới lớp hòa giải học mà, có chuyện gì? Không, lúc nãy có người mang canh tới để bên ngoài phòng tiếp tân, nói rõ là đưa cho em. Kỳ lạ vậy sao? Vậy em có dự định gì không? Em cũng không biết. Đợi một lát nha, em không nói với anh nữa, có người tìm em, tối nay nói tiếp. Bye bye. Vào đi. Cô Cao. Anh Lạc. Cái đầu hồ sơ sáng nay cô đưa cho tôi rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn. Trán của anh không có gì chứ? À, lúc nãy khi xử án, bị cáo là cơn điên, ném cả chiếc giày vào chỗ tôi đó, nên mới ra nông nổi này. Vậy tức là trúng độc đắc rồi. Rõ ràng là trúng độc đắc rồi. Do bị cáo Trần Thù Căng đã dùng dao trái cây uy hiếp của Lý Anh, sau khi cướp 5.000 tiền mặt trong người cô ta, còn là bàn tay của Lý Anh bị thương. Bây giờ bốn tòa tuyên án bị cáo Trần Thù Căng cầm hung khí cướp của gây thương tích tội danh thành lập, theo luật bị xử 4 năm tù giam. Chánh án chết tiệt này, cô lấy tư cách gì xử tôi ngồi tù chứ? Khi ra tù nhất định tìm cô thanh toán đó. Đồ khốn kiếp mà, khốn kiếp. Nè, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Bình tĩnh lại đi. Khốn kiếp. Là anh ta. Tại sao anh cứ theo dõi tôi vậy? Cô Cao, cô nhận ra tôi không? Đương nhiên tôi nhận ra anh. Sao anh theo dõi tôi? Lúc đó sự thật nhờ cô. Nếu không có cô, tôi không có ngày hôm nay đâu. Đây là phạm vi tòa án, anh đừng làm bậy. Chứ gì tôi biết không được làm bậy ở tòa án, cho nên tôi mới đợi cô ở đây. Cô Cao! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cô Cao à, không phải đâu! Cao! Nè, nè, anh muốn gì đây? Sao lại theo dõi vợ của tôi? Hả? Anh muốn gì? Không phải, không phải. Nè, có chuyện gì vậy? Tôi đây đây. Sếp à, sếp tôi đúng lúc lắm. Nè, em à, em à, em không sao chứ? Không sao. Lúc nãy sau khi chúng ta nói chuyện xong, anh thấy không yên tâm, cho nên anh định tới đây đón em tan sở. Anh ngờ vừa tới bãi đầu xe, anh đã nghe được tiếng em kêu cứu. Cô Cao, xử lý tên này thế nào đây? Thật ra tại sao anh cứ theo dõi tôi như vậy? Anh muốn gì chứ? Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Ê, đừng có làm bậy nha. Ê, không phải, tôi muốn gửi thiệp cảm ơn cho cô Cao thôi. Lấy từ từ thôi. Nếu không nhờ hồi đó cô xử tôi ngồi tù, với lại buộc tôi cai ma túy, tôi không làm lại cuộc đời được. Cho nên lúc ở trong tù tôi đã thề, khi được thả ra tôi nhất định đích thân đến cảm ơn cô. Vì cầu mặt của anh,
bởi vì tôi bất cẩn đụng trúng mặt khi ở trong tù, đụng trúng cái dây thần kinh, cho nên bây giờ lúc nào cũng bị giật như vậy. Cô Cao, xử lý tên này thế nào đây? Chỉ là hiểu lầm thôi, thả ra đi. Anh cũng kỳ nữa, muốn cảm ơn vợ của tôi, đâu cần phải lén la lén lút, vừa tận tài dạy cảm, lại mang canh cho vợ của tôi uống, làm cho cổ sợ quá chừng cứ nghĩ ngợi lung tung. Tôi chỉ muốn đưa tấm thiệp cảm ơn cho cổ thôi. Vì người đem trà giải cảm và canh tới là ai nữa chứ? Người đó đâu mất rồi? Thật ra là ai vậy? Ơ nè, con xe lại đi. Nè, con xe lại. Cần. Trời ơi, à. Chú Phú, chú có sao không? Chú nghĩ chắc là không sao. Tại sao chiếc xe đó lại lôi chú đi chứ? Chú lại bị như vậy? Chú cũng... Chắc chắn là lúc nãy ông đã trốn đằng sau chiếc xe đó. Ông đừng nói cho tôi biết, ông chỉ là người bí ẩn thường xuyên lén lút theo dõi tôi, đem đồ cho tôi. Phải. Bây giờ ba đem canh cho con uống đó, có phải là phạm pháp không? Thì Mẫn không có ý đó. Không cần anh đỡ lời giùm em. Ông làm ơn từ nay đừng làm những chuyện vô bổ đó đi. Con cảm thấy vô bổ, nhưng ba không nghĩ như vậy. Ba đã mấy chục tuổi rồi, chết thì hết cuộc đời, không chết nửa đời. Ba hy vọng con của ba nhận lại ba, đôi bên có thể vui vẻ chung sống với nhau thôi. Không lẽ như vậy cũng là sai sao? Cũng còn tùy ông, có gì đáng để người ta nhận lại ông hay không? Mấy lần con luôn khẳng định ba là kẻ xấu, không xứng đáng là ba của con. Nhưng con có suy nghĩ hay không, chuyện quan hệ cha con của chúng ta mãi mãi không thể thay đổi được. Lần trước ba từ trên sân thượng té xuống, ba chỉ nghĩ có một điều: nếu ba thật sự phải chết như vậy, ân hận lớn nhất trong đời của ba là đã không làm bất cứ chuyện gì cho con của mình. Bây giờ ba may mắn thoát chết, ba nhất định phải có sự bù đắp gì đó cho con của mình. Ba thật lòng thật dạ lắm, ba muốn là một người có thể xứng với con, một người đàng hoàng. Ông đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Tại sao lần nào ông cũng làm cho bản thân xấu xí hổ thẹn, ông mới hả dạ chứ? Hi Mẫn à, bây giờ tôi lặp lại lần cuối với ông, ông làm ơn từ nay đừng làm nhiều trò giả tạo trước mặt tôi nữa. Nếu không ông đừng trách tôi xin lệnh cưỡng chế, từ nay không cho ông xuất hiện trước mặt tôi. Cô yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ ba sẽ tự động biến mất, từ nay không làm phiền con nữa. Bạn có từng nghĩ nếu đến thư viện mà không đọc sách, chỉ để ngủ gục, có thể cũng là vi phạm pháp luật hay không? Quy định trong thư viện có ghi rõ, trong một số tình huống nào đó, thí dụ bạn nằm ngủ ở đó nghe MP3, ăn mặc quá dơ bẩn hay là gây ra phiền nhiễu gì với người khác, quản lý thư viện sẽ có quyền yêu cầu bạn rời khỏi, bạn không chịu đi thì tức là phạm pháp đó. Còn nữa, quy định cũng đã ghi rõ, nếu lỗ tai bạn bị bệnh truyền nhiễm thì không được sử dụng tai nghe của thư viện,